Cô đi bán dòng dòng khắp thành phố luôn á, chỗ nào cô cũng đi. Đi suốt cứ từ 2 rưỡi cho đến 12 giờ chả biết bao nhiêu cây. Cô bán vịt lộn này, mới cút lộn, mới trứng giữa. Khổ vịt giữa thế thôi, chỉ có 3 thứ thôi. Khổ vịt lộn thì là nó có con của nó. Khoảng chừng gỡ mùa lắng này thì 18 ngày. Nhưng mà mùa giờ trời mưa này thì phải gỡ 20 ngày thì mới bán được. Cô đi vào đây cô bán hàng này là chủ mục đích là chỉ để kiếm tiền để nuôi cháu nó ăn học thôi. Cháu học ở ngoài Hà Nội á, ở ngoài thành phố. Cho nên là phải vào đây, hai vợ chồng vào đây để đi bán hàng này luôn á. Cũng tùy theo đó, bữa thì bán được 100, những bữa thì bán được 7, 80, nó tùy theo bán đắt bán may mắn từng ngày một thôi. Hơn xui. Người nếu mà nói về thích ăn vịt lộn này là cũng tùy theo sở thích từng người, cũng có người người ta kiểu người ta hay đau đầu á thì là người ta thích ăn. Người ta ăn vào người ta bảo là người ta ăn vào cho khỏi đau đầu. Rồi có người thì ở trong này người ta ăn thì có người người ta bảo người ta ăn xả xui. Người ta xui thì người ta ăn, cái đấy thì vào trong này nó lắm kiểu lắm rồi chả biết được. Nói về thích thì cô không thích cái gì, nhưng mà cái nghề của chúng cô vào đây là chỉ có đi bán vịt lộn thôi, chẳng biết cái nghề gì mà bán nữa. Ở quê cô là vào đây là chỉ có bán vịt lộn thôi. Nói về không thích thì vất vả thì cứ gọi là cái chỗ nói bán mấy năm cái nghề này thì về quê chứ còn chả biết bán cái nghề gì nữa.